Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhận được cái tin rất là nóng, cái thông tin về cái câu chuyện ở cái tỉnh Hà Tĩnh trong ngày hôm qua, ngày 11 tháng 12 năm 2023. Thưa nhà cầm quyền đã tiến hành một cái cuộc đàn áp người dân ở cái làng, cái xã Cẩm Mỹ của huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Cái nguyên nhân sự việc ra làm sao, những hình ảnh quý vị vừa nhìn ở trên màn hình đấy là những hình ảnh mà những cái người dân người ta quay tại hiện trường vào cái ngày chiều hôm qua. Cái sự việc diễn ra ở tại cái vùng xã Cẩm Mỹ của huyện Cẩm Xuyên, một cái vùng đất rất là yên bình mà từ xưa đến nay, mời quý vị cùng xem cái vùng đất ở đó của họ có những cái điều mà chúng tôi thấy rằng là cái sự việc nó diễn ra mức độ như thế này thì quả rất là nghiêm trọng. Thưa quý vị, đây là cái vùng, một cái khu đất ở cái vùng vùng là vùng Cẩm Mỹ của huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Vùng này trước đây gọi là cái vùng Mỹ Duệ ở cái tỉnh Hà Tĩnh này, ở vùng Cẩm Xuyên ở dưới của cái lòng cái khu vực đoạn dưới của cái hồ Kẻ Gỗ. Và ở đây là một cái vùng quê yên bình từ xưa đến nay. Và người ta nói về cái vùng Cẩm Mỹ này thì thưa quý vị là cái vùng đất mà được cho là quê hương của Lê Duẩn. Lê Duẩn là quê hương là ở vùng Mỹ Duệ này đây. Thì thưa quý vị, cái vùng đất này cũng là một cái khu vực mà có cái nguy cơ bởi vì nó nằm ở dưới cái khu vực là cách hồ Kẻ Gỗ cái khoảng rất là gần chứ không phải là xa xôi. Và chính vì cái câu chuyện như vậy cho nên là người dân rất là không an tâm. Thì quý vị có thể nhìn ở trên cái bản đồ. Ở đây thì chúng ta biết được là cái vùng Hà, đây là vùng Hà Tĩnh. Đây là cái vùng Hà Tĩnh ở đây. Đây là thành phố Vinh, đây là thành phố Hà Tĩnh đây. Thì đi lên đây một đoạn, cách khoảng 20 cây số là đến cái vùng hồ Kẻ Gỗ đây. Thì ở phía dưới này, bên phía cạnh này là Cẩm Quan, phía bên này là vùng Thạch Hương. Thì Cẩm Duệ, Cẩm Mỹ, Cẩm Thạch là nằm ở ngay đây và Cẩm Mỹ nằm ở ngay ở cái chỗ này. Và thưa quý vị, cái Cẩm Mỹ này thì nó cái câu chuyện nó xảy ra là xảy ra cách ở cái, chúng ta có thể là thấy cái miếu của cái làng Mỹ Yên là ở đây, ở khu vực này. Chúng ta thấy rất là rõ đây, cách rất là gần chứ không phải là xa xôi gì. Gần đây cái khu bãi của cái làng Mỹ Yên là nằm đây. Thì nó cách cái hồ Kẻ Gỗ rất là chỉ khoảng một cây số. Và cái vùng đất này thì trước đến giờ là người dân vốn nổi tiếng là hiền lành, là cái người dân sống với nhau cũng không có một cái đặc biệt đó là có một cái truyền thống ở đó là cũng không có những cái gì mà ghê gớm để rồi là tạo nên tiếng tăm, họ cứ chấp nhận cuộc sống của họ một cách bình yên. Từ nhỏ chúng tôi được nghe những cái bài hát về cái đất Mỹ Duệ, về cái đất ở trên này. Ở trên này là vùng đất gan gà, cũng rất là vất vả, gian nan. Phía người dân đã làm những cái bài về, những cái bài hát để mà ca ngợi cái vùng đất của họ. Là chúng tôi còn nhớ hồi còn nhỏ là những bài hát như là cái bài ru bảo là đất Mỹ Duệ bên đi cũng nhà cao thềm rộng. Ngoài cửa khổ phong quang cũng mát mẻ thanh nhàn, không mô bằng Mỹ Duệ mà nỏ mô bằng Mỹ Duệ. Hết cá thì đã có dưới bể, hết cau thì đã có trên ngàn. Mùa đông em đắp chăn loan sang mùa hạ thanh nhàn. Quạt chợ Duệ thì một chiếc hai quan, hay là những cái câu chuyện là như vậy. Thưa quý vị, là cái câu chuyện đó tự nhiên là chấm dứt. Câu chuyện chấm dứt vào cái buổi chiều ngày 11 tháng 12 năm 2023.
Thì vì sao nó lại có cái câu chuyện như thế? Thì những cái sự việc nó diễn ra là vì cái sự việc xảy ra là thưa quý vị, là nhà cầm quyền đã bắc cái cầu qua cái sông để mà khai thác cát để phục vụ cho cái đường cao tốc. Và khi mà nhà cầm quyền ra bắc cái sông để khai thác cát để phục vụ cho đường cao tốc ở đấy thì người dân đã ra phản đối dữ dội. Vì sao người dân họ phản đối? Thì thưa quý vị, là bởi vì nó có một cái lý do của họ, là khi mà đàn bạc để mà lấy ý kiến của người dân về cái vấn đề là khai thác về khu đất của họ ở cái vùng một cái bãi bồi ở cái sông gọi là sông Ngàn Mọ. Mà thưa quý vị, cái bãi bồi là chúng ta biết được là nó ở đó có một cái con sông, mà khi mà con sông mà nó chảy có cái bãi bồi đó, bây giờ mình múc cái cát đó đi thì nó ảnh hưởng đến cái làng bên cạnh. Và cái đó là cái mà người dân rất là lo lắng. Và cái khi mà người dân lo lắng như vậy thì cái nhà cầm quyền là không giải quyết được cái lo lắng của họ, không giải quyết được những cái vấn đề mà người dân đang còn không yên tâm. Bởi vì người dân đặt một vấn đề rất rõ ràng, tức là cái khoảng cách từ cái hồ kẻ gỗ mà về cho đến ở chỗ đó rất là gần. Và về cái mùa lũ, cái khi mà lượng nước trữ quá mức, chúng ta biết rằng là ở các cái thủy điện, là các cái hồ đập ở Việt Nam thì chúng ta biết nào là hố hô, rồi nào là những cái khu vực mà thường xuyên bị ngập lụt đó là do cái thủy điện, là do cái đập nước, và khi mà trữ lượng đến cái mùa lũ lụt đến mức độ nào đó thì bất thình lình xả xuống thì coi như là chỉ gọi là trôi đi. Và mùa mưa mà khi mà lượng nước trữ quá mức an toàn thì thủy nông kẻ gỗ sẽ xả lũ. Chẳng hạn thì cái đợt cao điểm năm 2020 vừa qua thì cái đập thủy điện là xả hết công suất đến 1.050 mét khối một giây với bốn cái cửa xả, thì mỗi đập sẽ xả hơn là 4.000 mét khối giờ nước trong 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 khoảng 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 4.700 mét khối nước trong một giây, và có thể cuốn đi tất cả như thế. Cho nên là chúng ta vừa nhìn thấy cái hình ảnh cái đất cẩm mỹ ở đây là nằm ở cách hạ du của hồ kẻ gỗ này chưa đầy 1 cây số, chưa đầy 1,5 cây số. Chính vì vậy mà người dân rất là lo lắng. Lẽ ra thì trước sự lo lắng như vậy thì nhà cầm quyền và những cái người có trách nhiệm muốn lấy cái đất đấy của dân thì phải là bàn bạc cách thế nào đó để trước hết là yên lòng dân. Yên lòng dân ở đây không có nghĩa rằng là để mà trấn an họ về cái vấn đề gì khác hoặc là lừa phỉnh hoặc này khác, mà yên lòng dân bởi vì đó là mưu sinh của họ, cuộc sống nghìn đời nay của họ ở đó được bảo vệ bằng những cái khu vực, cái đất đai như vậy. Và nếu như mình múc lấy đất đó đi trở thành cái hào, cái hố ở đấy rồi là trở thành cái chỗ mà nó xói mòn rồi là lở như vậy, thì cơ ngơi của họ cũng như là đời sống của họ lấp là bị sụp đổ bao nhiêu năm. Đó là một cái lý do chính đáng, một cái lý do, một cái suy nghĩ hết sức là chính đáng của người dân. Không ai có thể nói rằng là bàng quang trước cái sự việc là cái tiền đồ của mình, cái tất cả những cái tương lai của mình, của con cháu được bao đời nay xây dựng mà có thể là bị đe dọa đổ xuống sông xuống biển bất cứ một lúc nào. Chính vì vậy mà cái khi mà chiều mùng 1 11 tháng 12, khi nhà cầm quyền bắc một cái cầu phao qua cái sông để khai thác cát bất chấp cái sự phản đối của người dân, thì rất nhiều người dân đã ra là cầm cờ đỏ sao vàng và các loại để ra là ngăn cản và phản đối việc đấy. Và thưa quý vị, bất chấp cái chuyện cờ đỏ sao vàng hoặc là cờ đen thì nhà cầm quyền đã trấn áp và đã quyết quyết tâm là trấn áp người dân bằng cái bạo lực. Và thưa quý vị, cái hậu quả xảy ra thì coi như là đã rất nhiều người bị phải đi bệnh viện cấp cứu, phải bị thương và rất nhiều như vậy. Mời quý vị cùng xem cái hình ảnh mà chúng tôi có được sau đây. Mời quý vị cùng xem cái sự việc đã diễn ra, đã xảy ra ở trên cái khu đất cái sông Ngàn Mọ ở cái xã Cẩm Mỹ. Thưa quý vị, ở đây thưa quý vị chúng ta có thể nhìn thấy một trên lúc nãy nhìn trên bản đồ, nó cách cái đền thờ Lê Duẩn một đoạn không xa lắm. Mà thưa quý vị, chúng ta biết được là ở những cái khu vực hồ kẻ gỗ mà cái phía dưới đó, mà cái mùa mà bão lũ mà nó đổ nước thì nó khủng khiếp, chứ không phải là cái chuyện là trẻ là nói chuyện đùa. Người dân họ lo lắng cho tương lai, cho vận mệnh của họ là điều đương nhiên. Đáng lẽ ra cái điều đó là phải nhà cầm quyền, phải chính quyền đặt ra vấn đề trước. Và mời quý vị cùng xem cái diễn biến của sự việc và đã xảy ra, thưa quý vị.
Mời quý vị cùng xem theo dõi cái đoạn các đoạn phim sau đây mà chúng tôi có được. Dân đã đông không nhất trí cho họ làm, dân đi lùi ra để sống trồng. Ôi các bà nói xuống đấy là những người phụ nữ, những người đàn bà mà những người đã phải chấp nhận trời rét như vậy và lạnh như vậy, nhưng họ đã chấp nhận là xuống giữa sông rồi. Cái con sông như vậy để họ giữ cái đất của họ, thưa quý vị. Dân bảo về đấy, và thưa quý vị, đấy là cờ đỏ và cờ đen. Trong khi đó thì ở phía bên kia bờ sông xuất hiện một cái lực lượng, là cái lực lượng mà không quân phục, không sắc phục. Mà cái điều này thì thưa quý vị, chúng ta thấy thường xuyên diễn ra ở trên các cái cuộc cưỡng chế, cuộc cướp đất của nhà cầm quyền ở nhiều nơi chứ không phải là chỉ một nơi. Chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ điều này, có công an, có chỉ huy, có tất cả để là làm những việc đó. Ôi trời, người lão trong sông nhiều lắm. Những ông bà cụ già họ bảo vệ mảnh đất quyền sở hữu, lại luôn đi ngồi đâu nữa để khỏi ảnh hưởng cho con cháu sau này, cũng kể cụ già hay là các ông cụ già hoặc là người trẻ nhỏ đều xuống dưới sống bảo vệ lãnh thổ. Thưa quý vị, chúng ta nhìn thấy những người dân ở đây họ bất chấp trời lét trời lái như vậy và giữa cái con sông như vậy, trong khi đó thì lực lượng bên quyền như bên kia là công an rồi là rất nhiều, và bây giờ họ trông chờ vào cái gì? Cái vùng này được là kêu là một cái vùng là đất cách mạng, rồi là vùng đất quê hương của đồng chí tổng bí thư của đảng, rồi là khi mà ca ngợi thì rất là ghê gớm, nhưng bây giờ thì có thực tế đối xử như thế nào thôi, mời quý vị cùng xem. Đầu tiên là cướp cờ của người dân, thưa quý vị. Tức là với một cái lực lượng những người dân như vậy là họ bắt đầu bắt người dân đấy, bắt người sang là bắt người dân ở giữa sông để bảo vệ, như thế bắt hàng loạt những người dân, rồi là họ dựng những cái con thuyền bằng những cái thừa cái thùng ở phía dưới và phía trên là cả cái tấm ván để bắt cầu cho việc xe qua. À, và bây giờ những người dân kêu lên họ đang bị đánh, dân ngất xỉu nằm phía bên kia bờ. Vì chúng ta có thể thấy rằng là cái lượng người dân ra phản đối rất đông, nó chứng tỏ ra là cái lòng dân ở đây hết sức là bất bình với cái việc mà đặt cuộc sống của họ, đặt cơ ngơi họ trước cái cửa tử, trước cái sự là tồn vong, thì buộc họ phải có là đổ ra rất là đông để mà bảo vệ cái nơi ở của mình, để bảo vệ cái tài sản cũng như là tính mạng cho con cháu mình.
Và ở đây có cả trẻ em, có cả người già, có những cụ già. Và thưa quý vị, chúng ta thấy một cái điều rất là buồn cười ở đây, tức là trong tất cả cái hệ thống hành động đánh dân bắt dân ở đây, toàn là mặc thường phục, toàn là cái dạng côn đồ đội lốt, là côn đồ, chứ không có một cái lực lượng nào mà gọi là có sắc phục hoặc là có trách nhiệm. Cái đó là cái treo mà nhà cầm quyền Việt Nam chết xây dựng một cái quyền. Đấy là hành đường ở phía bên kia, là người ta đang bắt người, những người với tôi bắt lên, và có người phải nằm đây đã khênh đi dọc trên bờ sông. Và thưa quý vị, cái điều hết sức là hài hước, hết sức là bất chấp luật pháp ở đây là những thanh niên, những người để bắt người này hoàn toàn không có cảnh phục, không có một bất cứ một cái dấu hiệu nào là cửa câu kiện. Và chúng ta thấy là lực lượng công quyền ở phía bên kia bờ đê, ở phía kia dày đặc ở phía trên, chúng ta thấy nhìn thấy rất là rõ dày đặc ở phía trên, nhưng mà cử chỉ vào một cái loạt là côn đồ, cái loạt là xuống để bắt đàn áp dân ở dưới này. Thưa quý vị, đấy, những người đội mũ cối rồi là hò hét, rồi là cái đám thanh niên bằng rơn này thôi. Thưa quý vị, nhìn vào cái bức tranh này, chúng ta thấy lực lượng cảnh sát đã làm gì để bảo vệ người dân. Đấy, lực lượng cảnh sát đã đứng vào đâu trong cái việc này? Trách nhiệm cảnh sát và công an để bảo vệ người dân ở đây thì họ thực hiện cái điều gì? Hay là họ thực hiện những cái việc bất chấp luật pháp ở cái chỗ là những cái đám người không sắc phục, không có quần áo, không có lệnh, không có một cái gì cả ra đi hành hung người dân? Đây là liên tiếp bắt, có những vụ bắt người sang bên kia rồi. Vâng, thưa quý vị, thì vừa nghe một cái lệnh từ công an, từ chính quyền là coi như không được dùng điện thoại để quay, để phát trên mạng. Chính họ không biết được rằng là những hành động họ, những hành động đất bất chất, chấp luật pháp, và là những hành động là không được sự ủng hộ của người khác. Bởi vì nếu những hành động quang minh chính đại, họ sẽ không có những cái hành động như vậy. Và trong khi đó thì những cái công nhân và tất cả người khác đang cố định, đang neo cái ném thì không ai ném người chỉ cả, nhưng mà nói vậy
Vâng, thưa quý vị, chúng ta nhìn thấy một tay công an cầm cái cờ đỏ thu của người dân đi lại, và có lẽ là chỗ nào cũng có cờ đỏ thì chỗ đấy là lại đang cướp đặt. Và đây là người dân đã ào ra để mà kiên quyết phản đối cái chuyện họ dựng cái cầu này để sang khai thác cái bãi bồi của bãi này rồi. Vâng, và ở đây là có cả phó huyện của huyện Cẩm Xuyên đấy quý vị. Đấy, người ta nhận nước cả cái người dân ở xuống dưới dòng sông và bắt đi rồi. Quý vị, người ta cứ cầm tay dân nhân thương nước và dắt đi. Đây là những cái hành động mà là trấn áp của dân trên thực tế của chiều ngày 11/12/2023. Thưa quý vị, vừa nhìn cái hình ảnh như thế này thì chúng ta thấy được cái lòng dân như thế nào và cái ý đảng đã làm sao ở trong cái cả những cái quá trình mà như thế này, và họ bất chấp tất cả mọi thứ để có thể đạt được cái ý đồ cũng như cái điều mà họ cần thiết. Thank you.
vô điện lên nó rửa đó. Của dân ta nó cứ chờ. Những hành động trấn áp hết sức là dã man đối với người dân, thì chúng ta có thể nhìn thấy bên kia vừa xong. Ném thì không ai ném người chi cả, nhưng mà nói vậy và thưa quý vị, đây là cái đoạn người dân bùng lên, người dân bất chấp, họ đã ra để họ kéo toàn bộ cái mảng mà nhà quyền là đã dựng lên rồi họ, và bây giờ là cái sự trấn áp. Thưa quý vị, đây là hành động trấn áp của cái nhà cầm quyền đối với người dân đang còn giữ cái mảnh đất của mình. Những giờ mà giữa những tiếng la hét như vậy và hàng loạt người bị bắt đi thôi đấy, và có những người là đã bị ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện. Và thưa quý vị, cũng trong cái lúc bây giờ thì có những hàng loạt những cái tài khoản, những cái người mà livestream rồi cũng những cái video trên mạng đã bị là cái bắt gỡ hết xuống. Đấy, và cờ đỏ cờ đen bị dẫm đạp lên, nói chung đến cái lúc bây giờ thì chẳng kể cờ đỏ hay cờ vàng, thì cờ xanh hay cờ trắng, tất cả là coi như đều nhỏ hết dưới cái âm mưu cướp đất của nhà cầm quyền. Chúng ta có thể nhìn thấy cái sự việc nó diễn ra như thế nào. Đấy, nhìn thấy những cái tên côn đồ lội lên cả cờ đỏ cờ đen bất chấp, biết là trấn áp được người dân. Get it!
chúng ta có thể nghe những tiếng kêu thất thanh của cái người dân ở đây, thưa quý vị. Và đây là hành động của những cái một cái chính quyền của dân, do dân và vì dân. Thưa quý vị, đây là một cái nạn nhân mà đã bị đánh ngất xỉu và đi trong rét mướt như vậy, và người ta đưa lên người dân cấp cứu ở trên trên đấy. Và đây là những người dân khốn khổ, tay không tấc sắt, không có bất cứ một cái gì cả, mà người ta đang còn chiến đấu để mà. Và đây là một cái em bé mà có thể nói rằng là em đang còn kể lại câu chuyện em bị bắt ở về cái em bị đánh ngất xỉu, đưa xuống phía con là họ thì họ nói là các chú mà biết cháu là con bị tính cho em xuống, xong em nói gì cả, em nhốt em nằm em đấy cả, xong các chú bị khi nào gín mới hái ra đếm rồi, thì các chú kêu em dây mất cái bàn kiểu bàn tương trình lại mọi chuyện xảy ra thì buổi chiều á. Mà em ném nhau em mất được cả chú này dây mất lên tỷ, mà cả chú mất từ kín mấy hai giờ mà đến giờ sáng mới bắt em mới xong rồi là cả em đang kể chuyện lại câu chuyện là em đi xuống bệnh bị đánh ngất xỉu đưa xuống bệnh viện, và sau đó thì công an vào để lập biên bản, xong đó rồi đến đêm đến 12 giờ, rồi 12 giờ đêm xong lập biên bản, đến gần sáng công an lại gọi cháu dậy lập biên bản. Và coi như là trong đó cái biên bản lần thứ hai thì nó không giống biên bản lần thứ nhất, cho nên là cháu phản đối và cháu không chịu này khác và tất cả những cái thứ như vậy. Thì thưa quý vị, đấy là những cái câu chuyện ngày hôm nay ở cái vùng Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên của tỉnh Hà Tĩnh. Câu chuyện về về cái người dân, về phản đối lại cái việc mà họ đã bị nhà cầm quyền coi như là đến để mà chiếm dụng cái khu đất của họ, để mà lấy cái đất, mục đích của nó là để mà lấy cái đất để làm cái mỏ đất để đắp cái đường gọi là đường cao tốc. Và thưa quý vị, cái khi mà giữa người dân và chính quyền chưa có cái tiếng nói chung, cái việc người dân ở đây xác định được rằng là cái họ không phải họ chống đối đến cái mức độ là gọi là bất chấp những cái thứ này khác. Họ nói rất rõ rằng là cái khi mà chưa thường nói chung, bởi vì chính quyền chưa có được một cái biện pháp nào để mà bảo vệ cho họ cái tài sản của họ, cái đất đai của họ cũng như là cái cơ ngơi của họ cho lâu dài. Đặc biệt cái vùng này, vùng đất rất là nguy hiểm, trước cả một cái khu vực mà ngay dưới cái họng của cái xả lũ của Kẻ Gỗ. Mà thưa quý vị, chúng ta biết là Kẻ Gỗ một lần mà xả lũ như vậy thì nó ngập cả khu vực hạ lưu, chứ không phải là chỉ có mỗi là cái chỗ này, và đặc biệt này trước cửa thì nó tống ra Biển Đông lúc nào cũng được. Và cái khi mà chưa có một cái thư thỏa thuận như vậy, vì như vậy, thỏa thuận là vì sao thưa quý vị, vì sao gọi là thỏa thuận? Thỏa thuận ở đây không phải là đền bù, bồi thường đất đai nhiều ít tiền hoặc này khác, cái đó là cái là rất nhiều nơi xảy ra. Duy chỉ có ở đây là người dân yêu cầu là làm sao mà phải đảm bảo được cuộc sống cho họ, đảm bảo được cái lâu dài cái sự khỏi sự nguy hiểm. Thì thưa quý vị, điều đó chưa làm được, phải chính quyền bất chấp điều đó để mà đưa quân, đưa công an, đưa các cái lực lượng để trấn áp. Và những cái lực lượng này được trấn áp một cái cách gọi là hết sức là bất chấp. Và chúng ta thấy điều gì ở đây thưa quý vị? Cái vùng đất này là cái vùng đất Hà Tĩnh, rồi cái vùng đất Cẩm Xuyên, vùng đất mà phải nói là nắng lửa qua một cái thời gian rất dài chiến tranh. Và những cái khi mà người dân ở đó được đảng, nhà nước hô hào là xe chưa qua thì nhà không tiếc. Rồi là cái vùng Cẩm Mỹ, rồi cái vùng đấy rừng núi thì dân suốt ngày đi làm những việc để phục vụ cho đảng, cho nhà nước, hết việc này việc khác.
rồi được tôn vinh nào là quê hương của Tổng Bí Thư, rất 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 nhiều lời khen ngợi vậy. Nhưng khi cần thì bất chấp. Và thưa quý vị, liên quan đến cái vấn đề này thì người ta nói đến cái sự việc ở chỗ không phải là cái giá tiền đền bù bao nhiêu nhiều hết, bởi vì người dân họ không so bè cái đó, mà họ không nói đến chuyện đó. Mà vấn đề ở chỗ là cái sự nguy hiểm của họ, ai chịu trách nhiệm. Lẽ ra điều này nhà cầm quyền phải tính đến trước khi mà nó đặt ra bất cứ điều gì, bởi vì đó là sinh mạng của người dân chứ không phải để cho người dân phải tự lo. Và cái điều này thì ngày 25 tháng 8 năm 2023, khi mà liên quan đến cái cơ chế xử lý với trường hợp gọi là thỏa thuận đền bù rồi nhận quyền sử dụng đất và không đạt được 100%, thì chính Vương Đình Huệ là chủ tịch Quốc hội là lưu ý rằng là việc can thiệp bằng biện pháp thu hồi đất với các trường hợp chưa thỏa thuận được là không phù hợp và cần thực hiện kết luận của ủy ban. Và thưa quý vị, một trong những nội dung của cái luật đất đai sửa đổi nhận được sự quan tâm của ủy ban thường vụ Quốc hội lúc bây giờ đã bàn bạc rồi là bảo rằng cái khi mà không đạt được cái thỏa thuận 100% thì lúc đó bây giờ là phải cách xử lý như thế nào. Và thưa quý vị, trong cái luật pháp quy định như thế nào vấn đề về thu hồi đất đai, gọi là thu hồi đất đai, ta nói cho nó chính xác, cái nhà nước chả có cái tấc đất nào để mà thu hồi nó cho nó nhanh, đất của dân nhà nước chả có thu hồi. Chẳng qua nhà bây giờ đưa vào cái gọi là luật lệ là nói những người phú trọng, chứ coi như là đất đai thì coi như là không để cho doanh nghiệp, cũng để cả cơ quan là coi như là trực tiếp rồi để rồi là bàn thảo để rồi là thương lượng với đất đai, là làm cái trò đó để đứng nhà nước gọi là chứng tỏ quyền lực của mình ở giữa. Tuy nhiên là thưa quý vị, trường hợp thu hồi đất đai theo quy định thì khoản 1 điều 16 của luật đất đai năm 2013 thì nhận được quy định thu hồi đất trong các trường hợp như sau. Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia công cộng, đó là thứ nhất. Thứ hai, thu hồi là do vi phạm pháp luật về đất đai. Rồi thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất đai theo pháp luật. Và thu hồi thứ tư này là tự nguyện trả lại đất hoặc có nguy cơ đe dọa tính mạng con người. Bốn trường hợp như vậy. Thì thưa quý vị, ở đây nó vào cái trường hợp là vì một cái mục đích gọi là công cộng, lợi ích quốc gia công cộng, ta cứ cho là như vậy đi. Thì thưa quý vị, cái khi mà kể cả là bị thu hồi theo cái mục gọi là về đất đai về công cộng nữa, thì điều 74 luật đất đai 13 cũng quy định nguyên tắc bồi thường rõ ràng là người sử dụng đất khi được thu hồi đất có đủ điều kiện bồi thường tại điều 75 của luật đất đai thì được bồi thường thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng. Với loại đất thu hồi nếu không có đất để bồi thường thì bồi thường bằng tiền hoặc là giá đất theo giá đất cụ thể của loại thu hồi do ủy ban cấp tỉnh quyết định vào thời điểm đó. Và bên cạnh đó, khoản 2 điều 69 của luật đất đai 13 thì quy định trình tự thủ tục như sau. Trước khi là phải lập thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư như sau: tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường này, giải phóng mặt bằng này có trách nhiệm lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư phối hợp với ủy ban nhân dân các cấp xã tại cấp xã nơi có thu hồi đất, tổ chức lấy ý kiến và phương án bồi thường này, hỗ trợ để tái định cư theo hình thức tổ chức hợp trực tuyến với người dân, trực tiếp với người dân trong khu vực có đất thu hồi, đồng thời là niêm yết công khai phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã tại địa điểm sinh hoạt chung của dân cư nơi có đất thu hồi, và việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản có xác nhận đại diện ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện của các cơ quan đoàn thể, mặt trận tổ quốc, đại diện người dân có đất thu hồi, vân vân. Và thưa quý vị, thì theo các quy định trên có thể thấy là đất do cơ quan nhà nước mà đưa ra cái chuyện nói chuyện là khi thu hồi với những cái mục đích này khác thì đưa ra cái giá bồi thường là một, thứ hai là phải làm một cách rõ ràng có các cái thỏa thuận. Tuy nhiên là thưa quý vị, là những cái việc này cho đến bây giờ thì người dân đã không nhất trí, họ không nhất trí ở đây, họ không nói đến cái giá đền bù, họ không nói đến cái quyền lợi của họ ở cái trước mắt là được bao nhiêu tiền hoặc là được đất đền định cư ở đâu, đền bù ở đâu như những cái nơi khác. Mà ở đây là người dân lo lắng cho cái số phận của họ, bởi vì cái tai họa nó sẵn sàng ụp xuống bất cứ lúc nào. Và như chúng tôi đã nói, cái liệu là cái việc này lẽ ra là chính quyền phải đặt ra trước khi người dân phải lo lắng. Tuy nhiên là những cái việc đó đã không được tính đến và người dân chưa thoải mái thì họ đã có những hành động như là như chúng ta đã nhìn thấy thưa quý vị. Và đấy là cái câu chuyện về cái trường hợp ở cái xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên ngày hôm nay. Cái tình hình như thế nào thì chúng tôi sẽ tiếp tục sẽ phản ánh với quý vị về cái là khi có những cái diễn biến mới. Có một cái điều rằng là chúng ta thấy một cái điều thưa quý vị,
Dù là đất ở, dù là dân ở đâu, dù là trong điều kiện nào, thì nhà cầm quyền vẫn sử dụng một cái ngón đòn bạo lực đối với người dân. Và đó là một cái cách mà, thưa quý vị, một cái cách mà đã bị lên án rất là nhiều lần. Và những cách như vậy, người ta không tính đến cái lòng dân. Và người dân, người ta đã không tính đến những cái công lao của người dân đã dựng nên họ, những đã người dân đã làm nên cái ngày hôm nay, cái ngai vàng cho cái chế độ này. Đó là một cái mà chúng ta cần phải hiểu. Và thưa quý vị, chúng tôi dừng chương trình tại đây và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp cái tình hình của việc này. Cảm ơn quý vị đã nhiệt tâm theo dõi và chương trình của chúng tôi. Và xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn nhiều.